Kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp loại vé 10.000 đồng 6 chữ số kỳ vé S42 mở ngày 14 tháng 10 năm 2024. Giải 8 các vé tuần cùng mang số 6, 5, giải 7 các vé tuần cùng mang số 3, 7, 1, giải 6 các vé tuần cùng mang số 7, 5, 9, 4, 1, 7, 3, 7, 0, 8, 7, 5, giải 5 các vé tuần cùng mang số 8, 1, 0, 1, giải 4 các vé tuần cùng mang số 3, 1, 6, 8, 3, 4, 1, 6, 8, 0, 4, 6, 6, 6, 0, 4, 6, 3, 4, 5, 78395 07701 32918. Giải 3 các giấy tuần cùng mang số 73446 26265. Giải nhì các giấy tuần cùng mang số 53367. Giải nhất các giấy tuần cùng mang số 55349. Giải đặc biệt các giấy mang số 902602. Ngoài ra còn có 9 giải phụ đặc biệt dành cho những vé trúng 5 chữ số sau cùng liên tiếp và đúng theo thứ tự hàng của giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, 45 giải khuyến khích cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng, trừ những vé trúng thưởng ở giải phụ đặc biệt nói trên. Chúng tôi xin thông báo, giải đặc biệt thứ 2 tuần rồi, người dân ở Tây Ninh được trúng thưởng.